Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàn trữ, vận chuyển trái phép 30.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, trên quốc lộ 9, đoạn thuộc địa phận khóm 2 thị trấn Rông Clan, huyện Đắk Rông, lực lượng chức năng tiến hành dừng xe mô tô không có biển kiểm soát, có biểu hiện ghi dấn. Phát hiện lực lượng chức năng, người điều khiển xe mô tô là Bùi Công Tài, 23 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Quá, tìm cách bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài vận chuyển gần 30.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan chức năng, đối tượng tài khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên với giá 20 triệu đồng. Mở rộng điều tra, các lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng có liên quan là Đặng Quang Nghĩa, 24 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Quá. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.